Chiều ngày 25 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ cán bộ chủ chốt được điều động luân chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng tại các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Báo cáo về công tác cán bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng cho biết, công tác bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp ủy chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả tích cực. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 22 trên 22 bí thư quận ủy, huyện ủy, thành ủy thành phố Thủ Đức. Cùng với đó có 22 trên 22 trưởng công an và 19 trên 22 chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức không là người địa phương. Ngoài ra, số lượng cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh là 804 người. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân công cán bộ giữ nhiệm vụ cấp trưởng đối với 59 cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân công cán bộ giữ nhiệm vụ cấp phó đối với 90 đồng chí. Theo Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp nhận khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Cùng với đó, phải thực hiện tốt vai trò nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị, nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, khát vọng đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ.